Cù Lao Hiệp Hòa có một cây dầu đã hơn 300 tuổi. Vượt qua những tán cây khác, cây dầu cao lớn sừng sững tỏa bóng xuống ngôi chùa Hoàng Ân, Hoàng Ân cổ tự. Đây là cây dầu, tên đầy đủ là dầu rái hay dầu nước. Đến chiêm bái. Đây là một cái niềm không phải là cái vinh dự, một niềm tự hào riêng của chùa Hoàng Ân hay Cù Lao Phố, mà nói là cả Đồng Nai mình. Về mặt tâm linh và cảm nhận là có một cái bóng mát nó bao phủ, nó che chở cho nhân sinh trải qua những cái thăng trầm cuộc sống vẫn bình an. Mỗi ngày các sư cô Phật tử đều dành thời gian để chăm sóc, quét lá dưới tán cây và dành lòng kính thiêng với cây dầu cổ thụ. Đồng bào Phật tử đây rất là quý kính. Hôm nay mà đón nhận được cây dầu di sản, sư rất là mừng. Sư mới nói là cây dầu di sản Việt Nam từ bi rộp bóng thăng trầm nhân sinh, Hoàng Ân đạo pháp sương minh, dân giàu nước mạnh, thấm tình quê hương. Thậm chí để bảo vệ cây, một trụ thu lôi đã được dựng kế bên cây để phòng sét đánh. Ở góc độ bảo tồn, theo hồ sơ của Hội đồng Cây Di sản Việt Nam, cây có tuổi đời hơn 300 năm, hiện đang sinh trưởng tốt với chiều cao hơn 80m, tán cây cân đối, vòng tròn thân là 8,5m. Đây là cái cây đầu tiên ở tại thành phố Biên Hòa, cũng là cây đầu tiên ở Đồng Nai. Đấy, sau khi bà con tăng lương Phật tử cũng như các cái sư, nhà sư đó thấy là việc bảo vệ cây di sản nó có ích. Thứ nhất là bảo vệ được nguồn gen thực vật, bảo tồn được đa dạng sinh học, thì giúp cho đồng bào ở đó là họ có ý thức bảo vệ hơn, đặc biệt với giới trẻ bảo vệ cây cối. Một cây nhiều cây cũng rất có ý nghĩa.